Từ xa xưa, cha ông đã biết dựa vào thiên nhiên để sinh tồn, biết sử dụng những loại cây thuốc trong rừng để chữa bệnh từ bao đời nay. Nằm trên những ngọn núi cao từ 1.000 đến 2.100 mét, sâm ngọc linh mọc dày thành từng đám dưới tán lá rừng, dọc theo các suối ẩm trên nền đất nhiều mùn. Sâm ngọc linh có tên khoa học là Panax vietnamensis, là loại sâm quý được tìm thấy tại miền Trung Trung Bộ Việt Nam, mọc tập trung ở các huyện miền núi Ngọc Linh thuộc huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ngoài núi Ngọc Linh, sâm còn được phân bố tại núi Ngọc Lum Heo thuộc xã Phước Lộng, huyện Phước Sơn và còn có ở đỉnh núi Ngọc Am, tỉnh Quảng Nam. Theo những kết quả điều tra mới nhất của Viện Dược liệu thuộc Bộ Y tế, nghiên cứu thấy thành phần saponin, tritopen của tam thất, nhân sâm và sâm ngọc linh có 9 hoặc 11 chất RF ngang nhau, màu giống nhau ở hai hệ dung môi khác nhau. Theo đánh giá của hai nhà nghiên cứu Nguyễn Minh Đức và Võ Duy Huấn, thì từ sâm ngọc linh đã chiết được 50 hợp chất, xác định cấu trúc hóa học cho thấy 26 hợp chất có cấu trúc đã biết, thường thấy ở sâm Triều Tiên, sâm Mỹ và sâm Nhật, và 24 saponin paraman có cấu trúc mới, không bắt gặp tại các loại sâm khác trên thế giới. Sâm ngọc linh chứa chủ yếu các saponin, tritopen, nhưng cũng là một trong những cây sâm có hàm lượng saponin, khung paraman cao nhất, khoảng 12-15% và số lượng saponin nhiều nhất so với các loại khác của Panax. Ngoài ra, sâm ngọc linh còn có 14 axit béo, 16 axit amin, trong đó có 8 axit amin không thay thế được và 18 nguyên tố đa lượng, vi lượng. Đối với các cái bệnh nhân mà đã mắc các chứng bệnh ung thư là những cái chứng bệnh khó và chúng ta thường là phải dùng thuốc để diệt tế bào ung thư là hoặc là xạ trị hoặc là phẫu thuật cắt bỏ thì cái sức đề kháng của cơ thể con người nó rất giảm. Thế trong sâm ngọc linh thì như tôi đã nói nó có tới 56 cái saponin và đặc biệt là có 26 cái loại mà có nhiều các cái axit amin, nhiều các cái khoáng chất, nhiều các cái vitamin ở trong này thì nó giúp cho cái việc phục hồi sức khỏe rất tốt. Nó giúp cho cái hệ miễn dịch nâng cái sự hệ miễn dịch nó lên ở một cái tầm vóc mới và có thể nó phục hồi những cái tế bào đã bị tiêu diệt trong cái quá trình mà dùng hóa chất hay là dùng xạ trị hoặc là tuy nhiên thì nếu như chúng ta dùng hóa chất và trị liệu thì thường là nó diệt cả tế bào khỏe lẫn tế bào mà bị ung thư. Nó diệt cả hai thì trong đó thì cái diệt tế bào khỏe nó làm cho cái sức khỏe người ta suy sụp rất nhiều. Do đó, tôi không nói nó chữa ung thư, nhưng nó hỗ trợ điều trị rất tốt để phục hồi các cái trường hợp mà có những ca bệnh ung thư đã phải phẫu thuật hoặc đã phải xạ trị hoặc đã dùng hóa chất mà cái làm cho cái sức khỏe người ta, cái sức đề kháng của người ta nó suy giảm nhiều. Những kết quả nghiên cứu mới nhất bổ sung thêm danh sách saponin và axit amin. Theo tiến sĩ Nguyễn Bá Hoạt, cán bộ Viện Dược liệu, thì về mặt hóa học, thân, rễ và củ sâm ngọc linh hiện nay đã phân lập được 52 saponin, trong đó 26 saponin thường thấy ở sâm Triều Tiên, sâm Mỹ và sâm Nhật. Trong lá và cọng đã phân lập được 19 saponin, pamaran, trong đó có 8 saponin có cấu trúc mới. Đã xác định được trong sâm ngọc linh 17 axit amin, 20 chất khoáng vi lượng và hàm lượng tinh dầu là 0,1%. Thế thì nếu như mà cái trong cái đơn thuốc điều trị của bác sĩ trong một số trường mực nào đó mà chúng ta có kinh phí tốt thì có thể cho thêm sâm ngọc linh và uống khác cái giờ nữa đi. Tức là cách cái giờ thuốc. Thí dụ chúng ta đang điều trị một cái nhiễm trùng nào đó thì có thể là điều trị cái sâm dùng cái hỗ trợ bằng cái sâm ngọc linh bằng sau đó một tiếng hoặc trước đấy một tiếng đó là tùy. Hay là sâm ngọc linh đối với những người ở tuổi cao sức yếu và mắc nhiều các cái mãn tính. Ví dụ như là cái bệnh về đái tháo đường này, ví dụ có các bệnh lý về mỡ động mạch, rối loạn về lipid máu
hay là cái đau về các bệnh về tuần hoàn như cơn đau tức ngực, vân vân, rất nhiều các cái hội chứng bệnh mà với người cao tuổi mắc ấy, thì chúng ta có thể hỗ trợ thêm bằng cái ngoài các cái thuốc điều trị bệnh chính ra thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái sâm ngọc linh. Trước khi có những nghiên cứu kỹ lưỡng về tác dụng đối với sức khỏe của sâm ngọc linh, sâm đã được các dân tộc thiểu số Việt Nam như người Xê Đăng dùng như một loại thuốc trong những bài thuốc cổ truyền như cầm máu, chữa lành vết thương, làm thuốc bổ, sốt rét, đau bụng, phủ thủng. Theo tiến sĩ Nguyễn Bá Hoạt, Phó Viện trưởng Viện Dược liệu Việt Nam, những kết quả nghiên cứu dược lý, thực nghiệm sâm ngọc linh đã chứng minh tác dụng chống stress vật lý, stress tâm lý và trầm cảm, kích thích hệ miễn dịch, chống oxy hóa, lão hóa, phòng chống ung thư, bảo vệ tế bào gan. Nghiên cứu dược lý lâm sàng của sâm ngọc linh cũng cho kết quả tốt. Bệnh nhân ăn ngon, ngủ tốt, lên cân, tăng thị lực, hoạt động trí tuệ và thể lực cải thiện, gia tăng sức đề kháng, cải thiện các trường hợp suy nhược thần kinh và suy nhược sinh dục, nâng cao huyết áp ở người bị huyết áp thấp. Ở đây là mình trong ở đây là và lấy nguồn giống và cung cấp cho dân, dân vợ chồng mình rủ xâm lớn này, rồi lấy hát lấy hoa mình gieo, xong gieo là mình cấp cho các xã. Và với cái diện tích là hơn 9 hecta, tức là gần 10 hecta, với rất là nhiều những gốc sâm đã được lấy giống từ công ty sâm Quảng Nam cũng như là từ bên chính quyền của huyện Nam Trà My. Đấy, và chúng tôi trồng lên và tất cả những cái củ sâm mà công ty chúng tôi đang thương mại buôn bán thì là có gốc tại vườn sâm của công ty chúng tôi. Sâm ngọc linh có những tính năng tuyệt hảo như tăng lực, phục hồi sự suy giảm chức năng, giúp cho tình trạng của cơ thể trở lại bình thường, kháng các độc tố gây hại tế bào, giúp kéo dài sự sống của tế bào và tăng các tế bào mới. Đặc biệt, sâm ngọc linh có những tính năng mà sâm Triều Tiên và sâm Trung Quốc không có là tính kháng khuẩn, chống trầm cảm, giảm lo âu, chống oxy hóa và hiệp lực tốt với thuốc kháng sinh, thuốc điều trị bệnh tiểu đường. Với sâm ngọc linh thì tôi nghĩ là nó được chỉ định rộng rãi. Cái thứ nhất là đối tượng mà những cái người mà có thể nói là cái sức đề kháng, cái sức khỏe nó suy nhược sau những cái trận ốm đau gì đó kéo dài mà không chưa phục hồi thì cái sâm ngọc linh làm cái có thể cái đầu tay có thể sử dụng được. Cái thứ hai là một số những cái người mà mắc những bệnh nan y, ví dụ như là có thể có bệnh về xơ gan này, có bệnh về ung thư gan này, có thể có những cái bệnh u sơ tiền liệt tuyến này, có thể u sơ tử cung này, sau phẫu thuật thì những cái người mà sau mổ, sau phẫu thuật điều trị các cái bệnh như tôi vừa kể trên thì có thể sử dụng tốt. Hoặc là những cái người mà sau các cái phẫu thuật khác mà sức khỏe kém thì người ta sử dụng sâm ngọc linh rất tốt. Thế còn đối với chị em thì với cái sâm ngọc linh thì nó làm trẻ hóa tế bào, nó làm thải các cái gốc tự do thì có thể là dùng nó để nâng đỡ sức khỏe, đồng thời cũng là làm cho đẹp da, rồi cho xanh tóc, rồi cho phục hồi cái tuổi sinh xuân, thì người ta cho rằng cái sâm ngọc linh có rất nhiều cái giá trị. Sâm ngọc linh có chứa tới 52 hợp chất saponin khác nhau trong mỗi củ sâm. Saponin MR2 có tên gọi đầy đủ là Mazonoxid R2, thuộc nhóm acotilon, có các hoạt chất hỗ trợ phòng ngừa các bệnh lý như viêm gan, xơ gan, giảm căng thẳng mệt mỏi, trầm cảm, do trong sâm có nhiều chất vitamin, khoáng chất giúp tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng, thực phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe, kích thích hệ miễn dịch nhờ những hợp chất hữu cơ quan trọng như rơm, glycosid, panacin, vitamin B1, B5, giúp nâng cao thể lực, tăng cường sức khỏe, giảm suy nhược sinh lý, giúp cải thiện hoạt động của tuyến thượng thận, tăng testosterone, tăng cường sinh lý ở nam giới. Củ sâm cũng kích thích, kích hoạt sự trao đổi của da, loại bỏ tế bào chết, góp phần ngăn ngừa lão hóa và oxy hóa. Sâm ngọc linh thì người ta thấy nó làm nó vị hơi ngọt và hơi chất chát một tí, tính là bình, có thể dùng trong tất cả mọi các cái trường hợp, tức là hàn nhiệt đều sử dụng được. Thế thì thường thì người ta nói là cái sâm thì nó có tính lạnh,
Thế nhưng mà sâm ngọc linh thì là tính bình và có thể sử dụng trong tất cả các cái trường hợp. Cho nên khi mà trong những cái người bị xơ gan, là họ bị bệnh gan, sử dụng cái sâm ngọc linh thì nó tăng cái sức đề kháng, tăng cái hàng rào phòng ngự cho cơ thể và giúp cho cái quá trình giải độc gan hoàn thiện hơn, Viện Dược liệu thuộc Bộ Y tế nghiên cứu thấy thành phần saponin, triterpen của tam thất, nhân sâm và sâm ngọc linh có 9 hoặc 11 chất RF ngang nhau, màu giống nhau ở hai hệ dung môi khác nhau. Theo đánh giá của ông Nguyễn Minh Đức và Võ Duy Huấn, thì từ sâm ngọc linh đã chiết được 50 hợp chất. Sâm ngọc linh chứa chủ yếu các chất saponin, triterpen, nhưng cũng là một trong những cây sâm có hàm lượng saponin khung Pamaran cao nhất, khoảng 12-15%, và số lượng saponin nhiều nhất so với các loại khác nhau của Chipanax. Ngoài ra, trong sâm ngọc linh còn có 14 axit béo, 16 axit amin, 16 axit amin, 16 axit amin. Đầu tiên mình phải phân ra làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là sâm rừng tự nhiên hoang dã, và thứ hai là sâm bán tự nhiên. Sâm rừng tự nhiên là công ty chúng tôi đã nhập từ những người dân mà đã đi rừng, đi khai thác rừng, họ vô tình họ gặp những củ sâm đó, và sau khi những củ sâm đó khi đưa về công ty chúng tôi thu mua lại và cũng đã đem đi kiểm định tại những cái viện dược liệu điển hình là ở 18 Hoàng Quốc Việt ở Hà Nội, là viện dược liệu quốc gia. Sau đó thì chúng tôi sẽ kiểm định cái hợp chất, định lượng, định tính của củ sâm để tìm ra cái củ sâm nào mà có cái hoạt chất saponin nhiều nhất, tốt nhất thì chúng tôi mới đem ra thương mại. Cái tiêu chí thứ hai đánh giá củ sâm đó chính là sâm rừng bán tự nhiên, do chính những củ sâm mà công ty của chúng tôi trồng tại vườn. Đấy, với cái điều kiện chăm sóc rất là tự nhiên, không có tác động của thuốc phân, thuốc hóa học. Đối với địa phương chúng tôi thì riêng đối với cây sâm ngọc linh và các loại dược liệu thì là một cái cây chủ lực để là phát triển kinh tế sau địa phương, đồng thời đó là nâng cao cái thu nhập, tăng cái mức sống của người dân. Đặc biệt với các bệnh nhân ung thư, sâm ngọc linh được coi là thần dược, giúp người bệnh tăng cường hệ miễn dịch, giảm đau, giảm các tác dụng không mong muốn của liệu pháp xạ trị, hóa trị như ăn ngủ kém, rụng tóc, da khô, thiếu máu, nâng cao thể trạng, kéo dài sự sống. Cái sản phẩm sâm ngọc linh của chúng tôi cung cấp ra là đảm bảo chất lượng tốt nhất và luôn luôn là được chính những người kỹ thuật viên cũng như là chính những người mà am hiểu sâm nhất như chúng tôi tìm ra những củ sâm đó và lựa chọn những củ sâm tận tay và đảm bảo cái độ tươi nhất, ngon nhất, tốt nhất và đúng chuẩn sâm nhất sâm Quảng Nam. Đây là cây sâm có giá trị kinh tế rất là cao, và từ bao đời nay thì người dân Xê Đăng nơi đây là thường gọi đây là cái cây thần dược và cây thuốc giáo của đồng bào. Mục đích của này là sử dụng trong cái việc mà sinh hoạt rồi hàng ngày của người dân, và đặc biệt là trong cái việc mà chữa các bệnh thường gặp của người dân. Nhiều trường hợp bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối có thể sử dụng sâm ngọc linh tươi 35-40g một ngày hoặc 10g khô để giảm đau, tốt hơn cả thuốc giảm đau thông thường, kể cả nhóm opiat. Khi dùng sâm ngọc linh, không cần phải dùng morphine nữa mà giúp sức khỏe cải thiện lên rất nhiều. Với hàm lượng saponin, MR2 chiếm tới 50% hàm lượng saponin toàn phần. Sâm ngọc linh có tác dụng tiêu tế bào lạ, tái tạo tế bào lành, hạn chế khối u phát triển, phòng chống các mầm mống gây ung thư. Đặc tính ưu việt của sâm ngọc linh so với sâm khác là có thể sử dụng dài ngày bởi không có độc tính. Nếu để bồi bổ, nâng cao thể trạng, mỗi ngày dùng lượng khoảng 10g tươi. Ưu điểm của sâm ngọc linh tươi và sâm khô đều có thể ăn trực tiếp bằng cách cắt lát mỏng rồi ngậm. Với sâm tươi có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh từ 2-3 tuần hoặc ngâm trong mật ong để bảo quản lâu dài.